bãi cho nó cạn. Rồi 1 2 3 ụm. Hả? Nhảy xuống đi. Hả? Nhảy đúng không bơi? Con chưa bơi đây là con không có tập. Đi tàu vô không nhung. Mà tại sao tàu lại không giờ vô mà vô đó? Hả? Có còn mang giày không? Bơi sao mang giày được? Đó, chú nó bơi giỏi à. Anh là chú đây. Quý à hả? Không phải con mà anh không? Phải con anh. Bơi giỏi quá chứ. Anh Quý đó à. Không xuống. Lấy cái phao cho nó hả? Cái phao nổi mà. Xuống đây, xuống nhúng, cái đây xuống nhúng nữa nè. Bà chạy chú bà lôi con vô ha. Giá thả được. Ờ nó tạt nước lấy xô ra. Ba chở ba mà đi. Nè. Có xuồng nè, có xuồng nè. Có xuồng kìa. Làm gì cũng làm giống được đây nè. Ai muốn đi coi kiếm tiền thì vô xuồng. Có xuồng nè, xuồng nè. Ờ anh Duy bơi giỏi quá kìa. Cái nên anh Huy bơi giỏi quá kìa. Ba hay là đi xuồng quá. Đi xuồng vô ha. Dạ. Xuồng vô nha.